ra phong bột này thì nó chỉ có 4kg thôi đó anh chị. Rất là nhỏ gọn nha, 4kg. Mình có thể xách đi đâu cũng được hết trơn. Em xách một tay là rất là nhẹ nhàng. Và em ra này thì nó cũng có cái kết cấu là cũng cho mình một cái thẻ nhớ nè, một cái USB nè ở đây nè ha, và một cái mic có dây nữa ha. Và mình có thể chỉnh được như là mic phone nè, chat nè, mic nè, bass nè, delay, echo nha. Nó có echo cho cái micro của mình luôn. Và có chỉnh được mic, bass nè, mic, chat của con nhạc luôn nha. Ở dưới này là thẻ lưới trước. Thùng loa thì cũng là thùng gỗ nha, thùng gỗ. Và một cái bass 20 nha, và một cái chat. Em này là bề ngang này là 40 nha. Và cái chiều đứng như này là 26, bề sâu là 20 ạ. Loa này 120W nha, nhỏ xinh xinh dễ thương. Mình có thể nghe nhạc rồi hát karaoke chơi trong phòng trọ của mình đó. Và mình muốn xách em nó đi đâu để nghe nhạc đỡ buồn là mình sắm em này. Em này giá cũng rất là ưu đãi, chỉ có 1.325 thôi.